đường máu nó đi qua nhé. Hả? Ở phía dưới kia nhỏ nhỏ nhẹ luôn mà. Cái đường máu nó đi qua này, nhỏ nhẹ ạ. Thôi, nghe này. Rồi, cái bắp tay của mình đây này, mọi người hình dung không? Đây là cái bắp tay này. Thì đường máu lớn bao giờ nó cũng đi ở cái rãnh nhé, những cái rãnh của cái múi cơ á, chứ không có khi nào nó đi đường máu lớn, nó không có đi ở trên đỉnh, trên gò cao của cơ. Do đó mà nó rất là dễ, chúng ta cứ thấy nó lõm lõm, chắc chắn là đường máu đi qua đây. Và cái chỗ lõm này cũng chính là cái đường máu lớn mà nó đi qua. Thì ngay đây chúng ta đặt cái chỗ hõm này này, thì chúng ta đẩy đẩy theo chiều. Bây giờ mọi người chỉ cho tôi là đường máu nó đi tiếp đi đâu. Mọi người nhìn cái đường máu, mọi người sẽ biết cái chiều tay đẩy. Máu đi đường nào? Đi theo đường nào? Đi từ đây, đi song song với vai, rồi đi qua cổ. Vậy thì máu đi theo chiều này thì chúng ta đẩy theo chiều nào? Đẩy theo chiều máu đi, được không ạ? Chúng ta đẩy theo đúng chiều mà chúng ta đừng có đẩy ngược lại là được. Ok, máu nó đi tiếp theo đầu chúng ta sẽ đẩy theo đúng. Gọi là té theo dòng chảy mà. Ok, rồi chúng ta sẽ đẩy đây. Rồi sau khi đẩy đây thì máu nó đi tiếp đâu ạ? Được không ạ? Đúng rồi, dưới cái xương đòn này chúng ta đặt ngay tay vào dưới xương đòn. Chúng ta đẩy tiếp vào đâu? Đẩy tiếp theo chiều máu lên. Mọi người hình dung chưa? Được chưa ạ? Rồi, xong rồi đó. Rồi đến đây là nó, chỗ đây là cơ ức đòn trũng rồi này. Đây là cơ ức đòn trũng rồi thì chúng ta chỉ việc bóp và chúng ta bóp thả đẩy lên rồi. Ok chưa? Rồi mọi người hình dung chưa ạ? Này, đẩy lên này, đẩy lên tiếp này, bóp vào đây này. Rồi đi tìm cái động mạch cảnh. Hôm qua đến giờ chúng ta về, hôm nay về chúng ta lại tiếp tục thực hành đi tìm được mạch cảnh cho 5 đến 7 người đến 10 người nữa nha. Thì lúc này chúng ta sẽ rút ra kết luận, đồng ý ạ. Rồi, cảm ơn thầy ạ. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.